Hello, xin chào. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Trong video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách kê lược kiểu tóc chải cổ điển bình dân nha. Theo cách cắt cơ bản truyền thống thì ở đây tôi tỉa trước nha các bạn. Tóc thì xung quanh cái form thì các bạn nhìn thấy nó tương đối dày và dài ha. Ở đây chúng ta tỉa sơ cho nó mỏng nền để chúng ta đi tông cho nó nhanh hơn nha. Thế thì chúng ta chải lược vào tóc và nâng lược song song da đầu nha các bạn. Chúng ta tỉa ở 1/3 của cái ngọn tóc ha, lùi về phía chúng ta nha các bạn, từ mặt lược về phía ngọn tóc nha. Mỗi một lớp như vậy chúng ta tỉa 2 hoặc 3 kéo nha các bạn, tùy theo chỗ tóc dày mỏng ha. Và các bạn chải xuống thấy cái nền tóc nó đều, nó mượt, nó mỏng là ok ha. Sau khi tôi tỉa xung quanh cái form này đã mỏng vừa xuống rồi, ở đây tôi xịt nước làm ẩm nền nha các bạn. Tôi cắt từ phía sau trước ha. Ở đây tôi sử dụng tông Samsung 388 nha các bạn. Tông này cũng đã độ pin lại rồi nha các bạn. Cái pin theo máy thì cắt nó chuối lắm các bạn, nó mau hết pin và nó yếu ha. Đây là cái kiểu chải cổ điển không thấp không cao nha các bạn, kiểu vừa ha. Nền tính từ chân viền phía sau lên tầm khoảng 5cm nha các bạn. Lược chải từ dưới lên nha. Sóng lược chạm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lược chúng ta hở ra cách da đầu 35 độ nha các bạn. Và đẩy tông từ dưới lên ha, đi hết hành trình tông để chúng ta hạn chế tầng khớp luôn nha. Khi chúng ta đi tông lên như vậy thì cái tầng này nó có mà nó có thấp các bạn, chúng ta phá nó rất nhanh ha. Chúng ta kê lược ngay cái tầng đó, chúng ta đuổi nhẹ ngay cái ngọn tóc là nó bám xuống, nó liền mỹ xuống à. Tiếp theo thì chúng ta kê lược, chúng ta đuổi lại phía trên đó cho nó những cái ngọn tóc mà lọt sọt lâm nhâm ở trên các bạn, cho nó liền mỹ và nó ôm xuống luôn, hoàn toàn luôn nha. Khi đi khung phía trên đã xong rồi, ở đây tôi kê lược đi lại cái nền ở đồng giữa nha các bạn, cho nó liền mỹ, cho nó liên kết lên phía trên ha. Nền tóc này thì ở đây yêu cầu là chúng ta đi nền xanh đen nha các bạn, không trắng không sát quá ha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Khi đuổi cái nền ở đoạn giữa lên đã xong các bạn, chúng ta xử lý luôn cái viền ở dưới nha, cho nó mờ dần lên nha các bạn. Mà dần ở đây thì chúng ta cũng từ xanh mờ lên đen luôn nha. Ở bước này thì các anh chị và các bạn có thể sử dụng cử 3mm ha, chúng ta vuốt lại cho nó liền mỹ lên là ok. Sau khi chúng ta đi phần sau gáy trước ở đây, cắt liên kết về bên sai bên phải nha các bạn. Phía sau cạnh bên tay bên phải này cũng kê lược đi tông từ dưới viền lên tầm khoảng 4cm nha các bạn. Lược chạy từ dưới lên và sóng lược chậm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lược chúng ta hở ra ngoài cách da đầu 35 độ trên nha các bạn. Và chúng ta đi tông lên ha. Khi để tông lên phía trên thì chúng ta đi hết hành trình tông luôn nha các bạn. Các bạn đừng có múc lưỡi tông ra sớm quá ha, nó sẽ để lại cái tầng rất dày, chúng ta phá nó rất lâu nha các bạn. Sau khi ở trên cũng đã liền mỹ, ở đây trắng luôn cái viền phía sau bàn tay bên phải này luôn nha các bạn. Và chúng ta vuốt một lần nữa cho cái chân viền là nó mịn luôn là ok ha. Cũng vẫn là cái sai bên phải này mà là phía trước cái vành tay này nha các bạn. Cũng kê lược đi tông từ dưới lên ha, tính từ viền phía trên vành tay lên tầm khoảng 4cm nha các bạn. Và chúng ta đi khung phía trên trước ha. Theo tôi thì cắt đi khung phía trên trước và chúng ta đi nền ở phía dưới giao viền sau thì nó sẽ nhanh hơn và nó chuẩn hơn các bạn. Thì đây cũng là cách cắt của tôi ha. Mỗi người thì có một cái kiểu cách cắt khác nhau nha các bạn. Ở đây tôi chia sẻ theo cách cắt của tôi thôi nha. Tiếp tục thì kê lược chúng ta đi mượt lại cái nền ở phần tiếp giáp ở giữa nè các bạn, lên trên phía trên cho nó đều màu ha. Và chúng ta vuốt lại cái cạnh của cái chân viền vành lỗ tai này nè. Và chúng ta bo viền trước và sau mai và cái viền vành lỗ tai này luôn ha. Ở đây tôi chỉnh sửa sơ sơ cái nền một lần nữa ha. Kê lược chúng ta đi lại những cái chỗ mà nó còn đốm đốm đen đen đó các bạn, cho nó đều màu luôn ha. Thì theo cách cắt của tôi thì cắt tới đâu xử lý chân viền sạch sẽ tới đó luôn các bạn, khỏi quay lại chỉnh sửa ha. Khi chúng ta đi giáp cái vòng khung đầu này rồi thì coi như cái phần chân viền cũng đã hoàn thành luôn rồi nha. Sai bên trái này cũng kê lược đi tương tự nha các bạn. Sau khi chúng ta đi phía sau và sai bên phải xong thì ở đây chúng ta cắt về sai bên trái ha. Cũng lược chải từ dưới lên nha. Đó, sóng lược chậm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lược chúng ta hở ra ngoài cách da đầu 35 độ độ trên nha các bạn. Hướng đầu răng lược về phía chúng ta ha. Và đi hết hành trình tông lên luôn để hạn chế tầng khớp nha. Có thể là các bạn kê lược tốt thì nó không có cái tầng luôn. Tiếp tục thì chúng ta kê lược làm mượt cái nền ở dưới đoạn giữa và cái chân viền này, chúng ta vuốt cho nó mịn và chúng ta chấn viền trước và sau mai và cái viền bên lỗ tai này luôn ha.
Phía sau cạnh vành tay bên trái này cũng lượt chạy từ dưới lên ha. Đó, sóng lượt chạm da đầu làm điểm tựa và chúng ta hướng lượt ra ngoài nha các bạn. Đầu đang lượt hở ra cách da đầu 35 độ độ trên nha. Và tông cũng đẩy từ dưới lên đi hết hành trình tông để hạn chế tầng khớp luôn. Tiếp tục thì cái lượt đi mượt lại cái nền ở đoạn giữa này các bạn cho nó liền màu lên ha. Kế tiếp thì cây lượt đi mượt lại cái nền ở dưới chân viền này nha các bạn. Và chấn luôn cái viền phía sau vành tay bên trái này luôn ha. Thì viền này tính từ dưới lên tới phía trên cũng tầm khoảng 4cm nha các bạn. Cho nó cân xứng với cái size bên phải này ha. Cái phần đi chân viền bên trái này coi như cũng đã xong ha. Tiếp theo là cắt máy nha các bạn. Máy này tôi cắt bằng tông luôn ha. Các anh chị và các bạn có thể sử dụng kéo răng hoặc kéo bén chúng ta kẹp tay cắt ha. Ở đây tôi cắt bằng tông luôn cho nó nhanh các bạn. Cắt cái ngọn máy này cho nó bám với cái cạnh chúng ta kê lượt đi đầu tiên nữa các bạn. Sau đó chúng ta kê lượt chúng ta đẩy tông đuổi lại lại lên nha. Cho nó mỏng đi cái ngọn, nó có độ sau này tự nhiên các bạn, cho nó bám xuống cái cạnh đó là ok ha. Ở cái máy bên phải này cũng cắt tương tự nha. Cũng cắt từ chân mài cho nó bám vào cái cạnh bên hông của cái xe bên phải này nha các bạn. Đó, chúng ta cắt cho nó bám vào đó và chúng ta đuổi lượt từ từ lên ha. À, cho nó mỏng dần ở cái ngọn tóc á. Là được rồi ha. Ở trên đỉnh này chúng ta chỉ so cho nó bằng ngọn thôi. Tại vì tóc ở trên đỉnh này nó đã thưa rồi các bạn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực cho nhiều video mới hơn nữa ha. Xịt nước làm ẩm chân viền và cạo viền nha các bạn. Viền hồi nãy thì chấn bằng tông tương đối sắc, ở đây chúng ta cạo sạch sẽ những cái tóc con phía dưới viền cho nó nét là ok nha. Viền phía trên bên tay này chúng ta cũng cạo cho nó tròn trịa luôn nha các bạn, không méo, không dít dắt, không răng cơ nha. Và cạo thẳng xuống cái phần hông của ở bên gáy này luôn nha các bạn. Viền ở sau gáy này cũng cạo luôn nha các bạn, cạo cho nó nét luôn nha. Thì cũng do khách yêu cầu, người thì có thể thả viền ở dưới gáy, người thì có thể cạo ha. Ở trường hợp này thì cạo nha các bạn. Ở size bên trái này cũng xịt nước làm ẩm chân viền và cũng cạo sạch sẽ như cái size bên phải này nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Chải sơ sơ lại cái mái tóc này cho vào nếp nha các bạn, để kết thúc luôn cái video này ha. Đây là cái kiểu tóc chải cổ điển bình dân nha, mái chải số 4 nha các bạn. Ok, đây là kiểu tóc khi đã hoàn thành ha. À, mai thả viền sau gáy trắng nha, nền xanh đen nha các bạn. Kiểu tóc chải cổ điển bình dân mái chải số 4 nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo nha.